chào cả nhà nha. Cá lồng kiến ngày qua mình đi ăn lưới đi. Hôm nay mình sẽ làm món nha. Mình hấp nha cả nhà. Mình bỏ sả vô với trong cái bụng đó. Để vô. Bỏ vô bụng. Cái bụng đó mình sẽ quấn nó lại. Rồi bỏ cá giùm hấp luôn cả nhà. Xịt chưa chín rồi cả nhà. Còn cái khơi luôn. Cá lóc kiến luộc sáng nha cả nhà.